Thời gian gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh cúm mùa đang có những diễn biến bất thường khi số lượng người nhiễm gia tăng, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân cũng như các hoạt động tập thể tại một số cơ quan và tổ chức. Trung bình mỗi ngày, phòng khám hô hấp của bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận từ 150 đến 200 bệnh nhân thăm khám. Theo bác sĩ chuyên khoa, lượng bệnh nhân đến khám có tăng nhẹ. Thực ra thì cúm người ta gọi là cúm mùa, có thể nó diễn ra có những cái mùa mà nó gia tăng một cách hơi đột biến một chút. Ví dụ như những lúc mà chuyển mùa, hoặc là trong thời điểm hiện nay ở phía Nam thì tình trạng nắng nóng, oi, rất là oi. Thì sau đó thì có những cái cơn mưa, như vậy có một cái sự thay đổi bất thường của thời tiết thì đó cũng là một cái cơ hội để cho những cái một số người nhạy cảm có thể bị nhiễm một số loại CV và gây ra một cái tình trạng gọi là cảm lạnh, hoặc là nếu mà nhiễm cúm thì gọi là cảm cúm. Cái câu chuyện mà gia tăng theo mùa đó nó cũng xảy ra hàng năm, và đôi khi nó có những cái đợt mà có thể nó không theo một cái mùa cố định. Trước lo ngại những dấu hiệu cảm cúm này liệu có liên quan đến COVID-19, bác sĩ Dinh cho biết hiện nay cảm lạnh, cảm cúm và COVID rất khó phân biệt triệu chứng, chỉ có xét nghiệm mới có thể nhận diện. Tuy nhiên, nhờ tỷ lệ phủ vaccine cao nên bệnh nhân nhiễm COVID nặng giảm đáng kể. Người dân có thể nâng cao sức đề kháng để phòng tránh bệnh. Chúng ta phải uống đủ nước. Đây là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Khi mà cơ thể thiếu nước trong cái môi trường nhiệt độ cao thì nó làm cho sức đề kháng nó yếu đi, cái sức khỏe của phổi cũng yếu đi và dễ bị nhiễm siêu vi hay là nhiễm vi trùng. Thứ hai là chúng ta có một cái gọi là bảo vệ cơ thể trước cái nhiệt độ quá cao. Ví dụ như chúng ta phải kiếm chỗ mát, tránh để đưa cho cơ thể chúng ta nó phơi nhiễm một cái nhiệt độ cao trong một thời gian quá lâu. Tình trạng mất nước cũng có thể gây ra kiệt sức. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế và các bác sĩ cũng khuyến cáo, ngoài việc bảo vệ nhiệt độ cơ thể, ăn uống đủ chất, tập thể dục thường xuyên để nâng cao thể trạng, thì tiêm vaccine cúm mùa là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất.